Sau đây là những tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Gã trai sát hại người tình, giấu xác trong phòng trọ 9 ngày rồi mới ra đầu thú. Bực tức vì không được vượt, tài xế ô tô tạt ngã thanh niên đi xe máy rồi bỏ chạy. Đạp nhầm chân ga, vợ đâm chồng tử vong trong lúc học lái xe. Gã trai sát hại người tình, giấu xác trong phòng trọ 9 ngày rồi mới ra đầu thú. Chiều ngày 17 tháng 7, Công an Thanh Hóa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ hiện đang phối hợp với Công an thị xã Bỉm Sơn để điều tra về một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Thi thể một cô gái được tìm thấy trong tình trạng đang bị phân hủy mạnh trong phòng trọ ở khu phố 4, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 16 tháng 7, một người đàn ông tên Hùng trú tại xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa đã đến Công an xã Bỉm Sơn đầu thú. Người này khai nhận đã ra tay sát hại bạn gái và để thi thể trong phòng trọ 9 ngày. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra và tìm thấy thi thể của cô gái trong phòng trọ. Thời điểm phát hiện, thi thể của cô gái đã bị phân hủy. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Hùng khai nhận rằng nạn nhân là người tình của anh, tên là S sinh năm 1990, ngụ tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Do xảy ra mâu thuẫn tình ái, Hùng đã cầm dao đâm bạn gái vào ngày 8 tháng 7. Sau khi gây án, Hùng đóng cửa phòng rồi rời đi, 9 ngày sau mới tới công an đầu thú. Đáng nói, thời điểm trước khi đầu thú, Hùng còn viết lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Xin lỗi gia đình, bố mẹ, tất cả anh em bạn bè. Tôi đã làm một việc mà chính tôi cũng không ngờ tới. Tôi sai nhưng tất cả mọi chuyện đều có lý do của nó. Mong anh em hiểu cho. Tôi xin lỗi tất cả." Sau khi sự việc được phanh phui, không ít người đã bày tỏ sự căm phẫn trước dòng trạng thái của gã hung thủ máu lạnh. Liên quan đến vụ án, một số người dân xung quanh cho biết căn phòng trọ này do chị S ở và làm việc tại một công ty đóng trên địa bàn. Hùng hay lui tới căn phòng này. Những ngày qua, xung quanh khu vực này có mùi lạ nhưng không ai phát hiện ra thi thể trong phòng trọ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an thị xã Bỉm Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ. Bực tức vì không được vượt, tài xế ô tô tạt ngã thanh niên đi xe máy rồi bỏ chạy. Vụ việc được xác định xảy ra vào sáng 18 tháng 7 năm 2021 trên quốc lộ 3, đoạn qua địa phận thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên quốc lộ 3, đoạn gần qua cổng chào thành phố Thái Nguyên. Lúc này, phía trước xuất hiện một ô tô màu đỏ hiệu Kia Morning đang liên tục chuyển làn xin vượt. Đáng chú ý, cùng thời điểm, phía trước ô tô màu đỏ này cũng có một xe máy do nam thanh niên điều khiển, không rõ do không để ý quan sát phía sau hay cố tình cà khịa. Ô tô, nam thanh niên này cũng liên tục lạng lách qua lại giữa hai làn xe khiến ô tô mãi không thể vượt lên. Đỉnh điểm, sau những tình huống sàng qua sàng lại trên một đoạn đường khá dài, tài xế ô tô dường như đã không giữ được bình tĩnh. Người này sau đó bất chấp nguy hiểm nhấn ga vượt lên, đồng thời đánh lái cho ô tô tạt đầu xe máy nhằm trả đũa, khiến nam thanh niên và xe máy ngã xuống đường bị thương nhẹ. Đáng nói, tài xế ô tô sau đó thậm chí không dừng xe giải quyết vụ việc mà cố tình nhấn ga bỏ chạy khiến nhiều người bức xúc. Đạp nhầm chân ga, vợ đâm chồng tử vong trong lúc học lái xe. Sự việc xảy ra vào ngày 16 tháng 7, tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ đang lùi xe vào chỗ đỗ thì một người đàn ông bất ngờ mở cửa đi xuống và tỏ ra bực tức. Điều đáng nói là chỉ vài giây sau đó, chiếc xe bỗng dưng lùi lại rất nhanh và người đàn ông bị tông gục xuống đường. Theo tờ The Paper, người bị đâm là chồng của người phụ nữ cầm lái chiếc xe. Thời điểm xảy ra sự việc, do quá bực tức vì dạy vợ lùi xe mãi không được nên người đàn ông đã quyết định mở cửa đi xuống và quát tháo. Trong lúc luống cuống, người phụ nữ đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao lùi nhanh về phía sau rồi va trúng người chồng. Hậu quả, người chồng ngã xuống đường, bị bánh xe cán trúng và dẫn tới tử vong. Sau khi được đăng tải, vụ tai nạn thương tâm này đã thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.